Lịch sử không còn là những bài học thuộc lòng với những trận đánh, những con số thống kê khô khan như trước kia. Giờ đây, bộ môn này chạm tới người trẻ một cách sống động, gần gũi thông qua các tác phẩm nghệ thuật và những sản phẩm trên nền tảng số. Đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung cũng rất tích cực sản xuất nhiều video, clip về chủ đề này trên nền tảng TikTok. Và thật thiếu sót nếu không kể đến kênh TikTok Trường Lịch Sử do anh Lý Hữu Trường ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội sáng lập và chịu trách nhiệm chính trong việc định hướng nội dung. Không thể phủ nhận sự rộng mở, đa dạng của TikTok nói riêng và nền tảng mạng xã hội nói chung. Tuy vậy, những nền tảng này vẫn có những mặt trái nhất định để góp phần tạo luồng thông tin tích cực, đặc biệt là lan tỏa tình yêu, sự đam mê với môn lịch sử của bản thân. Anh Lý Hữu Trường đã sáng lập kênh TikTok Trường Lịch Sử. Đây là một công việc ý nghĩa, đem lại giá trị thực sự cho cộng đồng, là mình đang lan tỏa cái sứ mệnh, lan tỏa cái tinh thần văn hóa dân tộc, lịch sử nước nhà tới cộng đồng. Dần dần thì con đường này tôi càng đi, tôi càng cảm thấy là mình thực sự đam mê với nó. Mình có một ngọn lửa rừng rực là muốn lan tỏa lịch sử nhiều hơn tới cộng đồng. Để truyền tải lịch sử một cách thú vị và đúng với những gì khán giả quan tâm, anh Trường cùng cả ekip của mình đã liên tục đổi mới về nội dung, sử dụng đa dạng hiệu ứng trong hình thức, thể hiện và liên tục theo dõi đánh giá của khán giả để sản xuất những nội dung phù hợp nhất với thị hiếu của người dùng. Tôi đã phải thay đổi rất nhiều trong cái việc là làm nội dung, từ cái việc là mình nói những cái mình biết thì đổi sang việc là mình nói những cái mà khán giả quan tâm về lịch sử và những cái nội dung thực sự hay và khiến cho người xem cảm thấy tự hào, khiến cho người xem cảm thấy yêu đất nước mình hơn, thì tôi đã chọn những nội dung đó để mà làm lịch sử. Không có công thức cố định, cũng không có phương pháp nào được khẳng định 100% là chính xác, hiệu quả để tạo ra những video hàng triệu lượt xem. Vì thế, anh Lý Hữu Trường cùng những cộng sự của mình đã làm việc bằng tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết và không thể thiếu sự đoàn kết, đồng lòng để mang lại những nội dung chất lượng đến với người xem. Cả mọi người là đã trải qua rất nhiều thứ và cùng nhau bám sát vào cái lộ trình mà mọi người đã cùng nhau vạch ra để hướng tới được cái mục tiêu chung. Đó chính là mang lại những giá trị có ích và bổ ích tới cho cộng đồng. Tôi nghĩ là một cái giá trị mà không thể thiếu đó chính là sự kiên trì, không bỏ cuộc. Chúng tôi phải đọc đi xây lại rất là nhiều và xây dựng những kịch bản khác nhau và để tìm ra những cái phương án và tạo ra những câu chuyện hay, thú vị. Bên cạnh sản xuất nội dung lịch sử về các trận đánh, danh nhân, danh ngôn, anh Trường đã lồng ghép cả những kiến thức chính trị mang tính thời sự nhưng thể hiện sáng tạo và gần gũi. Từ đây, các bạn trẻ xem kênh không chỉ học hỏi về kiến thức lịch sử mà còn hiểu thêm về tình hình đất nước, từ đó xây dựng, củng cố lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Kênh cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích và nó giống như là thổi một làn gió mới vào lịch sử, khiến cho lịch sử trở nên trẻ trung và gần gũi hơn với các bạn trẻ. Và đối với bản thân em thì em nhận được rất nhiều kiến thức thú vị. Và đối với bản thân tôi thì tôi thấy đây là một cái kênh rất là hấp dẫn, rất là tuyệt vời và cần phải được lan tỏa nhiều hơn nữa. Khi mà em xem kênh này thì em cảm thấy là em được nhớ lại và càng thêm tự hào về cái lịch sử của dân tộc mình. Và em cũng nghĩ đây cũng là cái ý nghĩa lớn nhất mà kênh mang đến cho cộng đồng và cũng như là bản thân em. Sau 2 năm đi vào hoạt động, kênh TikTok Trường Lịch Sử đạt 1,1 triệu lượt theo dõi, có 22,1 triệu lượt yêu thích. Anh Lý Hữu Trường đã biến mạng xã hội TikTok trở thành trường học, là kênh thông tin hữu ích dành cho các bạn quan tâm, đam mê lịch sử nói riêng và các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội trong nước và quốc tế nói chung. Từ đó, đóng góp cho nền tảng nội dung sạch, mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.